Chào mừng quý khán giả đã trở lại với chuyên mục ẩm thực Điện Biên. Thưa quý vị, trong thời điểm mà dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục lây lan nhanh như hiện nay thì cái việc mà đặc biệt là chúng ta lại đang thực hiện cái việc mà cách ly toàn xã hội thì việc chế biến, tự chế biến món ăn tại nhà là một cái việc làm hữu hiệu. Và trong chương trình hôm nay thì tôi cũng sẽ tiếp tục trải nghiệm với một món ăn mới nữa, đó là món tôm thịt cuộn rau cải. Và cái việc này thì cũng vừa là bổ sung cho mình thêm những cái kinh nghiệm trong cái việc chế biến món ăn cho gia đình, vừa là đem lại những cái hương vị mới cho bữa ăn của gia đình chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu với cái món ăn tôm thịt cuộn rau cải. Vâng, và như thường lệ thì để chế biến một món ăn thì cái việc chuẩn bị nguyên liệu là cái việc đầu tiên, và món nguyên liệu cho cái món ăn này thì gồm có tôm, thịt, dưa chuột, rau cải, cà rốt và một số cái loại rau thơm cần thiết. Và sau khi mà chúng ta cuốn thì chúng ta cần có thêm một chút bún này nữa để cuốn kèm với món ăn. Và với cái tôm và thịt này thì với thịt thì tôi sẽ luộc lên, còn tôm này thì tùy thích, chúng ta có thể hấp hoặc là luộc tùy ý. Và bây giờ sau khi sơ chế này rồi thì bây giờ tôi sẽ tiến hành luộc thịt trước. Thì nồi luộc thịt của tôi cũng đang sôi, và tôm thì tôi đang cho vào hấp ở đây, và để cho con tôm khi mà mình ăn nó có một chút thêm cái vị đậm hơn ấy, thì trong cái quá trình hấp này thì tôi sẽ cho một chút cái bột ngọt này vào, cộng với thêm một chút nước mắm nữa để cho khi mình ăn nó không bị nhạt quá. Còn cái thịt khi mà ta luộc thì ta cứ chú ý luộc đến khi nào nó chín mềm mình chọc thủng thịt là được, bởi vì là còn tùy thuộc vào cái miếng thịt to hay nhỏ và cái nhiệt độ của bếp nó cao hay là thấp thì cái thời gian cho cái thịt chín nó sẽ khác nhau. Trong khi mà chờ đợi tôm và thịt chín thì tôi sẽ sơ chế tiếp cái dưa này, dưa và cà rốt thì thái chỉ, sau đó thì các cái rau thơm ấy thì sẽ để nguyên như thế để khi mà chúng ta cuốn thì cho nó được dài đẹp hơn. Còn cái rau cải này thì chúng ta có thể là tùy vào cái lượng miếng thịt hay là con tôm nó ở kích thước như thế nào thì ta sẽ lựa chọn cái lá rau để cuốn cho nó vừa với lại miếng thịt và con tôm. Cái dưa chuột này thì chúng ta sẽ xoay cái núm ở đây để cho nó ra bớt cái nhựa của quả dưa để cho nó ăn đỡ bị đắng. Trong cái quá trình mà mình gọt cái vỏ dưa này thì nên là nạo từ cái phần đuôi của quả dưa này ngược lại như thế này thì nó sẽ đỡ được cái phần nhựa chứa ở trong cái quả dưa, vì là cái phần đầu quả dưa này thì nó nhiều nhựa hơn. Nếu như chúng ta mà nạo ngược như thế này thì cái phần nhựa nó lại theo cái chiều nạo của chúng ta nó quay trở lại, nó dự trữ ở trong cái thân quả dưa này được nhiều hơn thì nó sẽ bị đắng hơn, như thế này thì nó sẽ đỡ hơn. Vâng, và bây giờ thì tôm tôi hấp cũng đã chín rồi.
và thịt luộc thì cũng được rồi. Thì tất cả tôi sẽ cho ra. Với tôm thì sẽ phải bóc vỏ, thịt thì sẽ thái chỉ. Quý vị, và bây giờ là khâu cuối cùng, sau khi mà tôi đã sơ chế trong xong tất cả các cái nguyên liệu ở đây thì bây giờ là tôi sẽ quấn các cái nguyên liệu này lại thành một cái món tôm thịt cuốn lá cải. Và cái lá cải ấy thì nếu mà quý vị có thể chịu được cái độ hăng của lá thì cứ để nguyên và quấn, còn tôi thì tôi sẽ trần qua như thế này để cho nó vừa đỡ bị giòn lá và bớt đi được cái độ hăng của cái rau cải. Và bây giờ thì tôi sẽ cuốn. Đây, tất cả các nguyên liệu ở đây thì chúng ta cuốn cả vào như thế này. Một chút bún, một chút dưa, cà rốt. Nếu như mà cái lá cải nó nhỏ hơn so với cái nguyên liệu mình sơ chế ban đầu thì chúng ta có thể ngắt các cái cuộn sơ như thế này. Nếu như mà cái rau thơm hay là cái cà rốt nó có dài hơn một chút, hay cái dưa chuột nó có dài hơn một chút thì cũng không sao, thì nó có thể là thò ra cái đầu của cái chả thì nó cũng sẽ có thêm cái màu đẹp hơn. Khi đã cuộn như này rồi thì ta sẽ để con tôm ở ngoài như này, và ta lấy một cái cọng hành này, sau khi mà đã trần qua để cho nó có cái độ dai mềm ấy thì ta quấn lại. Rất đơn giản đấy ạ. Như vậy là cái đầu tiên tôi quấn lại thì nó đã cho ra một cái món như thế này rồi. Và bây giờ thì cứ thế là tiếp theo là tôi quấn cho đến hết. Thưa quý vị, như vậy là cái món tôm thịt cuốn rau cải này tôi cũng đã hoàn tất. Và với món ăn này thì quý vị có thể là chấm với cái nước chấm chanh, tỏi, ớt, đường như chúng ta vẫn thường pha để chấm nem hàng ngày ạ. Còn nếu không thì ai thích ăn tương ớt thì có thể chấm với tương ớt ăn cũng được. Và với cái món ăn này thì có cái sự kết hợp đầy đủ giữa tinh bột từ bún, độ đạm từ tôm thịt, cũng như là cái vitamin từ rau cải, rồi là củ quả rau thơm như thế này thì vừa cho chúng ta cái bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng mà cũng không bị ngán ngấy. Và tiếp theo trong chương trình này thì tôi sẽ chế biến thêm một món ăn nữa, đó là bánh cơm nguội. Và với cơm nguội thì chắc hẳn là gia đình nào cũng thường dùng hàng ngày rồi. Và tôi sẽ biến thành một món bánh để chúng ta đỡ ăn cái món này đỡ bị nhàm chán. Và bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu với bánh cơm nguội. Vâng, và bây giờ thì tôi sẽ bắt tay ngay vào với cái món bánh cơm nguội. Thì cái nguyên liệu cho cái món ăn này nó cũng rất đơn giản thôi. Nguyên liệu không thể thiếu đó là cái cơm nguội tôi cũng đã chuẩn bị sẵn ở đây. Và thêm nữa là bột năng, trứng gà và một chút vừng đen để sau khi mà nặn bánh xong thì rắc cái vừng đen ở bên ngoài cho bánh nó vừa đẹp vừa thơm. Và bây giờ thì trước hết là tôi sẽ cho cơm nguội này vào nghiền nát ra. Quá trình mà
nghiền cái cơm này thì chúng ta cũng không cần phải nghiền quá nát hay thành bột bột mịn như là các cái bánh thông thường khác, mà chúng ta nghiền như nào để cho cái cơm nó có cái độ bết dính là được, và chúng ta vẫn phải làm sao để cho nó vẫn còn nguyên cái hình hạt cơm thì nó mới ra là bánh cơm. Và sau khi mà tôi đã pha trộn tất cả các cái nguyên liệu này vào rồi thì tôi có thể nặn thành bánh được. Và trước khi nặn bánh thì tôi sẽ cho một cái chảo lên bếp như thế này để cho dầu vào trước. Sau khi dầu sôi nóng lên thì ta sẽ nặn bánh đến đâu ra cho vào nồi đến đấy. Chiên được bánh thì cũng như là chiên các cái thứ khác thì chúng ta cũng cần phải cho bánh ngập dầu, cho cái lượng dầu nhiều một chút. Và để nặn cái bánh này thì tôi sẽ cho một chút cái dầu ăn lên tay như thế này cho bánh cơm đỡ bị dính. Với cái bánh cơm nguội này thì nếu như mà ai mà muốn ăn cái độ thanh đạm ấy thì sẽ không phải pha trộn cái gì cả, không phải sao pha trộn cái gia vị gì cả như tôi làm ở đây. Để sau đó thì khi mà mình chiên xong thì mình sẽ chấm với lại tương ớt. Còn nếu mà ai thích ăn mặn thì có thể là cho gia vị mặn, còn ai thích ăn ngọt thì cho đường. Đây, chúng ta chiên xong như này ta sẽ rắc một chút gừng lên. Nên khi mặn xong thì chờ dầu sôi thì ta sẽ cho luôn bánh vào. Dầu nó nóng được lâu rồi thì chúng ta có thể là giảm bớt nhiệt của bếp đi để cho bánh nó vừa chín đều mà lại không bị cháy ở ngoài. Bây giờ là bánh cũng đã vàng rồi và tôi cũng đã phải tắt bếp đi để chúng ta cho tất cả cái bánh này ra. Và trước khi cho bánh lên đĩa thì chúng ta sẽ gác tạm lên đây để cho nó róc bớt cái dầu ngấm vào bánh đi. Vâng, thưa quý vị, như vậy là món ăn cuối cùng của chương trình hôm nay thì tôi cũng đã hoàn tất, đó là bánh cơm nguội. Nhìn với cái bánh nhìn qua như thế này thì không ai phát hiện được ra đó là bánh làm từ nguyên liệu từ cơm nguội. Thế nhưng mà khi mà chúng ta ăn thì chúng ta sẽ cảm nhận được. Và với món ăn này thì chúng ta có thể là chấm với tương ớt như các cái bánh bông gối hay là một số cái bánh rán thông thường khác. Và đến đây thì chuyên mục ẩm thực Điện Biên cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.